Tiểu Lỗ có bản cập nhật rồi mọi người ơi. Tin vui cho mọi người là bản cập nhật lần này siêu xịn sò. Tôi chưa thấy nhà phát hành nào như nhà phát hành của cái game này luôn á. Update không bao giờ báo trước. Đùng cái thích update là update rồi. Và sau khi nhận được làn sóng phẫn nộ của đông đảo ông bà chủ Tiểu Lỗ về bản cập nhật 1.6.0 thì nhà phát hành cuối cùng cũng đã nhận ra sự sai lầm của mình. Tin vui đầu tiên là sự kiện câu cá đã quay trở lại rồi mọi người ạ. À, lần này cũng có một chút thay đổi nhỏ trong việc mua mồi câu cá, đó là mỗi ngày mọi người có thể mua tối đa là 100 mồi, nhưng 20 mồi đầu tiên là bằng tiền, còn 80 mồi còn lại là bằng KC. Vậy thì câu cá có gì? Câu cá thì sẽ có điểm câu cá nè, có cỏ bốn lá nè, có bánh cá nè, có sổ đào tạo nè, và thỉnh thoảng cũng có cái nịch như này nữa nha. Tin vui thứ hai và cũng rất là quan trọng là chúng ta đã có thể xem quảng cáo KC trở lại rồi mọi người ạ. Nhưng nếu lúc trước một lần xem là 10 KC đúng không, thì bây giờ tăng lên 20 KC lận. Oh my god luôn á, nhà phát hành cứ như là thời tiết của Sài Gòn vậy á, lúc nắng lúc mưa, đùng cái có những quyết định làm em không thể nào lường trước nổi. Thôi nhưng mà nắng hay mưa gì cũng được, miễn sao là bây giờ con đường đi tới vàng ba của tôi nay đã không còn tối thui như cái tiền đồ của chị dậu nữa rồi.